Xin chào các bạn. Mình rất là thích xài iPhone, mặc dù đây là những cái iPhone đời rất là cũ rồi. Tuy nhiên khi mình sử dụng chung với nhiều cái thiết bị của Apple thì mình trải nghiệm có khá là nhiều điều hay ho. Hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ cho các bạn những cái điều mà mình thấy rất là thú vị khi mà mình xài chung nhiều thiết bị của Apple như là iPhone, iPad và AirPods nha. Để trải nghiệm hết được những cái tính năng hay ho trên cái hệ sinh thái của Apple thì mình phải đăng nhập tất cả các thiết bị cùng một cái địa chỉ iCloud như thế này. Đây trên iPad cũng như vậy luôn. Khi mình đăng nhập chung một địa chỉ iCloud thì nó có một cái bất lợi là mỗi cái tài khoản nó bình thường thì Apple sẽ cho một cái dung lượng iCloud là 5 GB. Khi mình đăng nhập ba thiết bị như thế này trên một cái tài khoản iCloud thì nó cũng chỉ có 5 GB thay vì được 15 GB cho mỗi cái tài khoản thì mình đăng nhập chung thì nó chỉ được có 5 GB thôi. Tuy nhiên muốn tận hưởng được những cái hay ho trên cái hệ sinh thái này thì mình bắt buộc mình phải đăng nhập chung một tài khoản như thế này nha. Tính năng đầu tiên mình thấy rất là hay, đó là cái chuyển kết nối trên cái con AirPods. Giả sử mình đã từng kết nối ba thiết bị này rồi và mình đeo con AirPods trên tay thì mình đang nghe nhạc trên cái iPad và mình có thể cầm cái iPhone 7 Plus lên nghe YouTube thì nó tự động nó tới tai nghe mình, nó sẽ chuyển kết nối qua và mình mở TikTok trên cái iPhone 7 thì cái iPod nó cũng sẽ tự chuyển kết nối qua. Với một cái tai nghe bình thường như thế này thì mình phải ngắt kết nối ở cái thiết bị cũ sau đó mới kết nối lại với thiết bị mới được, còn với iPod thì không cần. Nó sẽ tự động chuyển đổi, nó sẽ nhận biết được là mình đang sử dụng thiết bị nào và tự động chuyển đổi luôn, rất là hay. Cái thứ hai đó là tính năng chia sẻ bát wifi. Giả sử như cái điện thoại của mình đã kết nối với wifi rồi và cái iPad thì chưa, thì do cùng cái kết nối với lại một cái tài khoản Apple cho nên khi là mình bật cái iPad lên thì mình dò wifi thì nó sẽ hỏi là bạn có muốn chia sẻ cái bát wifi từ cái iPhone 7 Plus qua cái iPad không, và mình chọn vào OK là nó sẽ tự động nhập password wifi cho mình luôn, mình khỏi cần phải nhập tay nữa, rất là nhanh và tiện. Cái thứ ba mình thấy cũng khá là hay, đó là cái tính năng chia sẻ nhận cuộc gọi. Giả sử là cái điện thoại 7 Plus của mình nó hết pin và mình đang sạc pin ở trong phòng và mình đang cầm cái iPad của mình để mình xem phim chẳng hạn, thì khi có cuộc gọi đến thì nó sẽ thể hiện cả trên điện thoại và iPad và mình có thể cầm iPad để trả lời cuộc gọi luôn, không có cần phải bỏ iPad xuống và đi vào phòng và trả lời cuộc gọi. Đây các bạn cũng thấy là mình đang có cuộc gọi đến và iPad của mình có thể hiện cuộc gọi và có thể trả lời luôn trên đây nha. Đó, rất là tiện. Rồi cái thứ tư mình thấy cũng khá là hay, đó là mình thường xuyên sử dụng cái ứng dụng ghi chú ở trên iCloud trên laptop, và khi mình viết một cái ghi chú thì trên tất cả các thiết bị của mình nó đều có những cái ghi chú giống nhau và mình có thể xem lại cái ghi chú bất cứ lúc nào. Và khi mình sử dụng mình sửa trên một cái thiết bị thì tất cả các thiết bị khác nó cũng đồng bộ với nhau luôn, rất là hay và tiện nữa. Rồi cái thứ năm thì tương tự, nó cũng đồng bộ về danh bạ. Ví dụ như mình gặp một cái người là lạ nào đó và người mới quen thì mình xin số điện thoại, và khi mình giả sử mình sử dụng mình lưu cái số điện thoại mới vào trên cái điện thoại này đi thì ngay lập tức nó sẽ đồng bộ qua cái máy này và máy này cũng có cái số của người đó luôn, khi mình cần thì mình sẽ tìm để gọi, mình không cần phải lưu lại một lần nữa. Cái thứ sáu là cái tính năng chia sẻ ảnh. Cái này chắc nhiều người biết rồi nhưng mà mình cảm thấy nó cũng hay nên là mình nói thêm. Tức là mình có một cái hình ảnh, giả sử hình ảnh này đi, mình muốn chia sẻ qua iPad của mình thì mình chỉ cần vào cái tính năng đây, nó chuyển rất là nhanh luôn, trong vòng chưa đến một giây là cái hình nó đã chuyển qua cái iPad của mình rồi. Thì không chỉ là hình, bạn có thể chuyển phim, chuyển những cái file âm thanh vân vân, rất là nhiều thứ và tốc độ chuyển thì rất là nhanh. Cái này thì cực kỳ là sử dụng nhiều luôn. Cái tính năng thứ bảy là cái tính năng chia sẻ rất là hay. Giả sử mình lướt web trên một cái điện thoại 7 Plus và các bạn thấy là trên cái iPad mình nó sẽ có biểu tượng như thế này, có hình cái điện thoại ngay chỗ cái ứng dụng Safari, và khi mình nhấp vào thì nó sẽ truy cập vào cái trang web mà cái iPhone nó đang đang lướt nha. Giả sử mình đang xem phim trên cái
trên trang web, trên điện thoại, và mình thấy nhỏ quá và mình cần sử dụng trên iPad thì nó sẽ chuyển cái đường link lên luôn rất là nhanh như thế này. Tương tự thì giả sử mình vào phần mình mở phần ghi chú nha. Ok, trên điện thoại mình nó cái phần ghi chú thì nó cũng có cái biểu tượng tương tự như thế, và khi mình bật lên thì nó sẽ mở ngay đúng cái ghi chú mà cái iPhone đang mở nha. Rồi tương tự thì mình giả sử mình mở cái một cái danh bạ điện thoại như thế này, thì ở trên cái iPad mình nó cũng sẽ có cái danh bạ của cái anh này. Đó, cái tính năng chia sẻ khá là hay. Rồi cái tính năng cuối cùng mà mình muốn nói đến, giả sử mình đang lướt trên một trang web và mình muốn muốn copy một cái câu này chẳng hạn, mình muốn copy cái câu này thì và mình viết vào ghi chú thì mình phải thoát cái ứng dụng này xuống và mình vào ghi chú, thì không mình có thể sử dụng một cái ứng dụng của cái iPad và mình mà bát lên đây. Đây nó sẽ nói là dán từ cái iPhone 7 Plus của mình. Thì cái câu mà mình copy trên cái iPhone 7 Plus thì mình có thể bát trên cái iPad của mình luôn nha. Rất là tiện cho các bạn nào mà muốn học trên một cái thiết bị và muốn ghi chú trên một cái thiết bị thì nó sẽ chuyển cái đoạn copy bát rất là nhanh. Rồi thì đó là những cái chia sẻ của mình, những cái điều thú vị mà mình cảm thấy hay khi mình sử dụng trên các thiết bị iPhone, từ AirPods, iPhone cho đến iPad. Các bạn nếu có những cái mẹo cái tip nào hay thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Mình chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị nữa nhưng mà mình chưa biết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.